cũng vô đi. Hiển Huynh mang cây túc về chơi anh. Túc làm đá này rắn lạ đấy nhỉ. Xanh thì nhiều, túc ít đấy. Cây của Hiếu Huynh à? Trung Châu. Châu này bỏ bê hàng hóa quá nhỉ. Chú ngồi tiệm chè này chết. Vui mà. À đây cây này của anh đúng không? Ừ. Đẹp hết nhỉ. Có bao giá cho anh em biết? 1.800.000. Tường vi em ô đại tướng. Đấy. Đói. Trực rất đẹp. Đấy. Lên như rau sống. Ngổ. Đấy. Tường vi nó lành ra ra nhanh lắm. Nhanh. Thân thì thân gỗ mà lành ra rất nhanh. Đấy. Dáng dấp ok đấy. Thích cái da với cái màu lá của nó này. Hoa đấy chứ. Vẫn như vậy. Bền rất tốt. Đường vi đẹp quá. Đó ấy à. Làm tí ảnh hoa về chơi cho nó được bác. Anh nào thích ảnh tường vi dài hoa cứ bằng ngày một dài ngày được. Thì anh chạy về cái đường này qua ngày xưa thì con anh cầm một kéo cắt cái này kiểu dòng một số đường nhiều lắm. Cái này vâng. Dâm được sống không? Ờ, giữa đường à? Vâng, ở giữa đường ha. Đi về bắt đầu nhá, chạy về đường đầu tiên đây nhá. Thì bắt đầu cái lối để đi rẽ về Eon này. Cái dòng giữa đường này cái đường giải phân cách ở chỗ Nam Cường á. Vâng. Anh cũng dâm mấy cái ở nhà nhưng mà chẳng qua là muốn kiếm cái nào nó to to một tí, nó tụt cùi một tí để ghép vào trong cái gốc ghép. Sáng anh mới để như trong một sấy. Ờ, để ghép qua. Đó, cầm cái kéo cắt và cắt cái cành to thì nó hơi như thế này nhỏ. Cắt cành vừa nó đầy mà. Cái nhỏ nhỏ thì anh đang dâm rồi chắc là các này chịu khó dâm ghê nhỉ. Dâm phải đưa vào đá. Ừ. Từ khi đang có đá anh đẹp hết. Bò bè, nhanh. Bè, dùng cái xu bè ra rất nhanh. Tường vi còn nhanh hơn cả tường vi đó. Nó ngập vào đá này như con đỉa. Dù này về chung chưa cho lên đường, đẹp hết. Trước bảo bao tiền quên bố nó cái du này. Mới gặp Trung Châu là biết đấy. Ừ. Tìm Trung Châu là ra giá. Trung Châu thì đang say đang kia rồi. Hai ông đang đang chơi cờ. Có vẻ như là cái sộp đúng hơn.
Đây là cái khu này được chiếc bảo 5 triệu mấy đây. Nó bảo dâm cái này dễ lắm. Anh dâm vào, anh dâm vào cáp đi đâu mà. Anh tuần này anh tin, tự tin là sống hết rồi nhưng mà nó ghép vào cái gốc thì được, nhưng mà nếu mà được cái của nó có thể được thiếu đó hay vừa ta vừa định tân, nhưng mà nếu mà hay vào trong này chơi ăn hoa rực rỡ thế kia nhỉ, nhìn sướng. Con này là ra hoa thêm, nó trở đi rất nguy hiểm. Nó tạt hết. Thì anh chỉ đấy, dám em trở lại đi chỗ kiểu khác rồi. Đi xa thì ấy. Xa là sợ. Gió. Được cây đẹp mang đi cho nó trả. Hôm nay đem toàn dòng cây miền trọng. Hôm nay trả bán được thì kiểu gì mấy hôm nữa cũng bán được. Trả cây cả chậu đẹp. Nó có quả. Vâng, nó có quả. Cây này bao nhiêu? Cây này 4 triệu. Dòng cẩm là gỗ quý. Gỗ chắc lắm. Cẩm nó cực chắc. Thuộc họ cẩm. Là gỗ rất tốt. Cẩm lai đúng biết. Dòng gỗ quý họ cẩm. Thân cực chắc, vân đẹp. Lại có quả giống quả thị của mình ấy, nhưng bé. Quả chín đỏ. Ngồi cũng như chủ thì là đẹp hơn. Thân thì đen. Và nhìn là thấy là gỗ nó chắc rồi. Gỗ chắc à? Ảo ảo à. Treo lên cây đủ đá. Siêu mini. Đấy, sách được là tốt nhất. Này. Hoặc xem clip nhiều lắm. Hoặc treo mối bên cây chứ. Treo mối bên túi. Xin nếu mày có mấy siêu tầm đâu nhiều lúc này. Thì cứ đi mua thôi. Mày còn dùng nước bột mày sơ hết rồi đâu, đến gần đến thì đâu. Đâu mà hết rồi. Ít khi mua ở ngoài đây. Ngoài đây thì mấy cái đây đỏ với cái xanh Lam Điền, xanh quê đẹp ghê. Sợ ngày kiếm đâu giỏi biết là cũng phải có duyên chứ, nhiều khi mình xem cái clip vừa rồi vào nhà Vân Vương à, thằng nghĩa gì nhỉ, Vân Viện chó trên khỏi vào cắt cái cục Lam Điền á, cắt cái đầu đi, cái giọng mini là nhỏ nhỏ vào. quay cái quái là dính cái chú ở đây. À thế à? Phiên trước. Đó, không để ý. À, thế phiên nào ông đi đấy? Cái phiên trước là mua của người miền Tây Lam Điền này. À, dính này. À. Tuyển quay không để ý con giấy mili. Này. Tuyệt vời luôn. Ở đâu? Của anh ở trên trần đấy. À, cắt ngọn con này ra. À cắt ngọn nó. Ừ, đẹp lắm. À rồi ok. Ngon. À, đúng rồi. Chú đang lấy cây của nó lên cái Lam Điền nhỏ xíu. À vời à? Ờ vời tuyệt vời, sao vời à, về xem lên mạng thấy clip cái dính mình mà thấy chết rồi, thằng N2T nó quay mình rồi. Đến chờ nó vui.
mà sao mà mày mày đặt cái clip gì mà N2T quay khó đọc thế? À, tại ngày xưa cháu người ta hay gọi cháu thế. Nhưng mà tại sao lấy cái biểu tượng là này? Tên cháu mấy chữ viết tắt tên cháu. Tên là gì? Nguyễn Ngọc Tuyền. Rồi, chú nhà gần đây không? Chú ở Nguyễn Đức Bằng. À, thế là chú hay ra chợ đấy. Chú ba chơi đồng mini vào nhìn thì còn thấy cái hồ cháu luôn. Đấy, hôm nào mà vào nhà bác này thì gần nhà cháu đấy. Ừ. Gần nhà cháu. Nhà cháu với anh em gần nhau. Cách nhau độ 1-2 cây số. Dương Nội. Ok, cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác video mới tiếp theo. Chắc lại các bác là phiên chợ Vạn Phúc thì họp vào ngày buổi sáng là 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nếu tháng thiếu thì là ngày 29 âm lịch nha bác nhá, buổi sáng nhá. Ban đêm thì cũng có, ban đêm của đêm hôm trước ấy. Nó họp từ chắc khoảng từ 9 giờ đến sáng luôn. Xong rồi là sáng là bán cây của sáng. Đấy, âm lịch nhá. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 tháng thừa đấy. Ở ngày 27 tháng 5 dương lịch. Chúc cô bác có rất nhiều cái đẹp và xem phim vui vẻ nhé. Gặp lại các bác video mới tiếp theo. Đang định về gặp cây bác Hưng để quay phát. Thấy cây si này hay này. Cây si này bao nhiêu tiền đấy bác? Si này khoảng 4 triệu. Cái này này? 4 triệu. Ừ, rồi. 4 triệu. Đấy. Để màn hình hơi tối để có xem. Cây này. Cái này không? À. Cái này 1,5 triệu. 1,5 triệu. Si trắng, các bác biết luôn là đồng dõi đi. Si trắng cái kia là thôi gọi là búp hồng đi. Còn cây này ạ? Cây này 500. 500. Đoạn đọc số đi, không lỡ phải hỏi ạ. 0936 806 80 6659. Rồi, bác Hưng, Hoàng Hưng Khánh. Hoàng Hưng, có cả Zalo đấy. Còn cây mai này? Cây mai đấy đúng 2 triệu đó. Đúng 2 triệu nha. Cây dưới này hôm trước quay rồi bao tiền quên mất. Cây dưới á? Vâng. Cây dưới về 2,5 triệu. Cây dưới này này. Rất là quái. Cây dưới là lạ đấy. Vâng, bảo là đang cho cái tay vào cho người ta biết to nào. Đấy, mai mùa này chơi thì thoải mái hoa luôn. Đấy, còn cây tùng để giỏ xe này. Cây tùng này, 1 triệu. 1 triệu, cây tùng. Tùng cả. Tùng cối. Đấy. Chỉ là cái xì phát thôi à. Đấy, cái này là làm cái dáng làng đẹp này. Bẻ xuống. Đấy. Cũng là được. Lắn lại vách và nuôi lại tay cảnh. Tất nhiên bác nào một thích ngắn ấy, một thích cao thì để nguyên. Đấy, bác Hưng chủ đang đứng ở kia, đang mời khách kìa. Rồi, hẹn gặp lại các bác nha.